Mọi điều khởi nguyên đều cần vun đắp nền tảng để phát triển. Như đam mê cần ánh sáng soi lối để đi đến tận cùng. Như sức sáng tạo cần tiếp thêm xúc cảm để trở thành tuyệt phẩm. Như cuộc sống cần trọn vẹn sức khỏe lẫn tài chính để thăng hoa. Nền tảng vững vàng cho cuộc sống thăng hoa.